Tại Quảng Ngãi hiện đang bước vào mùa khô, thời tiết nắng nóng, đồng nghĩa với đó là nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn. Hơn bao giờ hết, công tác phòng chống cháy rừng trở thành nỗi lo cấp bách của các địa phương và các ngành chức năng. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay các ngành chức năng và lực lượng phòng chữa cháy rừng tại cơ sở đã chủ động phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng phương tiện ứng phó với mọi tình huống có khi có cháy rừng xảy ra. Những ngày qua, tại xã Ba Tràng, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ khu Đông và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ba Tơ đã tăng cường tổ chức kiểm tra các chủ rừng về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tổng diện tích có rừng là trên 13.000 hecta, trong đó rừng tự nhiên là trên 9.000, rừng trồng trên 4.000 hecta, nên việc cháy rừng sẽ ảnh hưởng lớn đến tài sản của đơn vị và nhân dân trong vùng. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng đã tổ chức cho công nhân phát băng trắng, dọn sạch thực bì cạnh khu vực rừng để tránh sự lây lan của lửa, triển khai các tình huống giả định cháy do đốt rẫy, huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chữa cháy kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. Nói chung thì trong sông vào ven rừng thì cuộc sống họ cũng phụ thuộc vào rừng, hay lên lúc là cũng vô làm nhà làm rồi thì chúng tôi cũng xuống quán triệt tại thôn, tại tổ để tuyên truyền lực bảo vệ phát triển rừng chứ vi phạm tới rừng là... Hạt kiểm lâm Ba Tơ còn chủ động phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn huyện phòng chống cháy rừng, góp phần bảo đảm an toàn cho các diện tích rừng trong mùa khô năm nay. Từ đầu năm 2016 đến nay, hạt kiểm lâm huyện đã tổ chức trên 30 đợt tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và triển khai quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn với gần 2.000 người tham dự. Đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy cho trên 20 hợp đồng bảo vệ rừng. Ý thức người dân trong công tác mà đốt chọn thực bì, đốt chọn sau khi khai thác để mà trồng lại rừng thì ý thức người dân cũng là cao rồi. Không? Họ cũng đã làm răn, đốt theo quy trình hướng dẫn của kiểm lâm địa bàn. Cho nên từ những cái việc đó thì đến thời điểm bây giờ thì chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra. Hy vọng với sự quyết liệt và nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy của các ngành chức năng, số vụ, diện tích rừng bị cháy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất.